Trò chơi bóc dáng tương tác với lại Capybara. Ôi, cuối cùng thì Capybara yêu thích của mình cũng đã làm trò chơi tương tác rồi. Ngôi nhà hạnh phúc này. Ôi, Capybara đang tắm này. Che lại đi không xấu hổ. Nào, để xem bên trong là gì nào. Wow, toàn là Capybara luôn. Ngôi nhà hạnh phúc nè. Capybara đang uống nước này. Ăn bỏng ngon nữa nè. Trời ơi, uống nước cam mà không cho tớ nha. Gì đây, ăn cà rốt à? Ôi, bên này là phòng tắm của Capybara nè. Trời ơi, giặt thì phải cho vào máy giặt chứ, vứt ở đây thì sau này ai giặt cho hả? Capybara lười biếng này. Cần bên này, đây chính là phòng ăn và phòng ngủ. Trời ơi, phòng ăn thì phải ở bên kia chứ, sao lại cho cái bánh lên trên này thế này hả? Đây nữa, phòng thật là bừa bãi mà, hôm sau phải đi dọn đi nhớ chưa. Uầy, siêu thật đấy, to như thế này thích luôn. Ủa gì dở cái gì đấy, ủa gì dở, ai biết gì đâu. Uầy, ở dưới này nữa này, phòng khách này, phòng giặt quần áo và phòng tắm, đây là phòng ngủ. Đúng rồi, đây mình đã dán hết bên này rồi. Tí nữa các bạn ở lớp mà đến nhìn thấy cái tranh tương tác này của mình cũng mà ai cũng thích luôn á. Còn lâu mình mới cho chơi cùng, nhất là bạn Hùng á, bạn Hùng ngồi một bên mình còn lâu mình mới cho, lúc nào cũng ngoại ngoại mình. Để xem hôm nay á tớ có cái gì này. Ngoài ra mình còn có rất là nhiều đồ capybara nữa, bạn ấy á còn lâu mới có. Ui, không biết là cô đến chưa nhỉ? Ý, cô chưa đến. Hằng ơi, Hằng. Hằng ơi, Hằng. Này, này, bạn ấy hôm nào cũng đi học muộn, không hôm nào là đi học cho sớm sớm được à? Tớ mãi ăn qua, gọi có hai cái bánh mì ăn mãi không hết. Béo rồi còn ăn nhiều. Cô giáo đến chưa đây? Hay là dưới văn phòng đây? Chuẩn bị đến. Ôi trời ơi. Đúng là mấy cái bạn này lười biếng, hôm sau phải dọn dẹp đi nha. Cái gì đấy? Này nhá, tớ bảo này, từ lúc tớ có cái bộ tranh tương tác với Capybara này nhá, tớ chưa thấy cô giáo đến đây bao giờ luôn đâu á. Đâu đâu xem nào. Ôi Đây, trời Capybara ơi, này. tôi chịu bạn đấy. Bây giờ Gì? thời nào rồi, hiện đại rồi, bạn sống cho tương lai đi. Trời ơi, bây giờ ai chơi capybara nữa. Ô, bạn bị ảo tưởng à hả? Bây giờ Ui, không chơi Capybara thì chơi cái gì? người ta phải chơi la bu bu chứ ai chơi capybara nữa. Cái này á, cổ rồi thì vứt đi luôn đi nhá. Này nhá, ui trời ơi, tưởng là chơi tương lai như nào, hóa ra cũng chỉ là la bu bu á, được có mấy cái chan bé bé đúng không? Ôi, Trời ơi. của tôi đầy luôn nhá, có nhiều hơn của bạn luôn. Ui giời ơi, cái gì đấy, trò chơi bóc dán tương tác capybara. Ui cái này á, đồ cổ rồi, thôi ui cái này bỏ đi luôn nhá. Nào nhá, của tớ mà, của bạn à. Thôi, được có mấy đồ á. Ôi giờ chưa biết ai có nhiều hơn ai đâu nhá. Đã thế nhá, bây giờ bạn có tham gia đại chiến với tớ không? Chơi luôn. Đại chiến xem á, đồ Capybara với đồ Labubu, bên nào nhiều hơn? Ok luôn. Để xem á, Labubu còn to cái mồm được nữa không? Để xem. Đây, đầu tiên á, tớ có một bộ tranh tương tác này, bạn có tranh tương tác không? Làm gì có đâu, đúng không? Bạn Hằng có tranh tương tác capybara, còn mình nhá có túi mù này, lá bu bu nhá, bao nhiêu nhân vật đẹp như thế này cơ mà. Ôi Ơi trời ơi, cái này á chắc là được cái vỏ bọc bên ngoài vỏ thôi. bọc bên ngoài à, ai chơi cái tranh tương tác như kia bao giờ. Đây Đâu, này, sẽ mở ra thế nào? bây giờ tôi mở ra cho bạn xem nhé. Đó, nhìn thấy đẹp chưa? Đây là nhìn này, còn keo sán đây này, chưa bóc một tí nào nhá. Đấy, đưa đây của tớ nhá. Đây đây, bây giờ tớ sẽ bóc cho nhá. Hàng mới cứng như thế này mà là hộp không chứ, còn lâu mới là hộp không nhá. Tên tên tên, xem bên trong có gì nào. Wow, bao nhiêu là đồ đẹp luôn nhá. Tên 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 tên, đó, nhiều chưa, nhiều chưa. Cái gì đây, túi mù la bu bu mà sao lại toàn hình của cô gái công chúa này. Đây còn có cả bút mực đỏ nữa. Không có một cái hình nào là của la bu bu cả. Đây cũng thế. Ôi trời ơi, có khi nào mình bị lừa không? Đúng là
đồ ngốc, chả biết cái gì hết. Ôi giời ơi, La Mu Mu. Trời ơi. Cười đau hết cả bụng vào. Ở ngoài thì La Mu Mu đẹp như thế này, bao nhiêu hình đẹp như thế này. Thế mà vào trong này. Ơi. Thôi. Sờ sticker này. Có được mà. Mỗi bút này. Này nhá, tớ bảo bạn không có tiền mua đồ La Mu Mu Real nên là bạn mua mấy cái sticker này xong thêm vào cái túi này cái gì? Ồ, lạ gì nữa? Cái này là tớ mua đấy, chưa lấy đâu quá. Thế mà bạn có cái gì đây? Tớ chỉ có 1, 2, 3, 4, 4 hình này rồi, bên này còn đầy hình thế này. Đâu bạn có cái gì? Thôi đi, được cái vỏ không? Vứt đi nhá. Vứt đi, vứt nhìn đi. Nhìn thế này, tớ có một cái á. Hey, capybara. Đấy, sao nào? Xịn sò chưa? Ôi giời, nhìn cũng tầm thường bình thường thôi. Tầm thường, này nhá. So với La Mu Mu của bạn á, capybara của tớ á, to gấp mấy lần đây này. To gấp mấy nhưng của tớ đẹp hơn đây này nhá. Đẹp hơn nhiều nhá. Mà của bạn á, ở ngoài chỉ có vỏ thôi, ở trong á, chắc là cũng hàng pha ke, hàng giả, hàng cho vào. Này nhá, mở to cái con mắt của bạn ra. Bây giờ tớ bóc cho bạn xem bên trong tớ có gì. Ok, thế bạn bóc đi. Được. Nhìn này, tên tên em. Đây, bên trong này á, toàn đồ capybara luôn nhá. Đây, tớ bóc từ cái này cho bạn xem. Đây là cái gì đây nhở? À, nhìn này, đó. À, giấy nhớ nha. Bên trong này là toàn những tờ giấy nhớ có hình capybara nha. Đây, đẹp chưa? Đây đâu phải là hàng mỗi cái hình đâu. Đây, còn bên này á là squishy đấy. Đây, ấn nè. Thấy chưa? Nhìn nè, còn đây là một cái huy hiệu có hình capybara đó. Đây, nhìn hai bạn này có giống nhau không? Capybara đang ngồi trên hoa sen luôn. Không biết là đây là quyển sổ hay là một cái tranh ảnh nữa. À, nhìn nè, hay ơi là hay luôn. Đây nha, mở ra. Capybara. Đây, cái gì đây nhở? À, đúng rồi, đây là hướng dẫn cắt cái quần hay sao à? Đó, nhưng mà tiếc là toàn hình tiếng nước ngoài nhở. Ây, dù không sao, như thế này là cũng đẹp hơn á, La Mu Mu rồi. Còn đây, một quyển sổ nữa này, ôi, sờ bên ngoài sao mà mềm thế. À, mình sẽ lấy quyển này để làm nhật ký đi, đúng rồi. Capybara luôn nè, sticker capybara như thế này chứ ai là sticker giống như của ai đó đâu. Còn có một cái bút của capybara nữa luôn. Sao nào? Không phục khẩu phục chưa? Ui giời ơi, tưởng thế nào cũng chỉ thế thôi. Ôi mới giời có một ơi. Đồ thôi, có gì đâu mà phải cuống lên thế. Được, mới có một đồ mà ai đó đã không đọ lại nổi rồi. Ui giời, đây là nháp ở đây, hình đây, đấy. Rồi, đây. Hình á, tính hình thì tớ đầy ngoài này đây này. Bây giờ là món đồ thứ hai nhá. Ây à, có không? Vẫn có món đồ thứ hai cơ à? Đâu? Tên tên đây, móc khóa có không? Đây. Gì ạ? Móc khóa tưởng gì? Nhìn này, tớ đâu? Có hẳn một cái ba lô capybara để đựng đồ capybara đấy. Bạn có không? Bạn có ba lô không? À? Ba lô thì ba lô đây. Đấy, ba lô đây. Ba lô thời giờ ba lô chủ cứu hộ. Ôi giời. Tưởng thế nào cơ? Làm gì có móc khóa đâu. Đây này, móc khóa đẹp như thế này mà móc vào ba lô đẹp hơn nhiều nhá. Đây là gì? Đây nè. Đâu. Bạn có móc khóa cũng có thôi. Đây. Thấy chưa? Ê, cái móc khóa là xấu mù đó. Có kiểu gì người ta móc khóa người ta phải đúng như thế này người ta mới treo được vào ba lô. Nhìn đây này. Nhưng mà nhìn cái này cũ rách rồi. Cũ thì đồ cũ thì đúng không? Chả đồ cũ đâu, nó đồ mới đây. Nhìn này này, đấy, nó phải đeo như thế này chứ. Ai cái móc khóa kiểu kia chả ai nhìn thấy gì. Này, bạn con trai mà màu hồng rồi móc khóa con màu hồng nữa. Ờ. Thì như chẳng tím tí nào. Kệ tớ thích màu gì thì kệ tớ. Thế bạn còn cái gì không? Được, bây giờ tớ đưa cái này á, chắc gì bạn đã có. Đâu, bỏ ra xem nào. Tưởng gì chắc là hết rồi chứ gì. Nhìn nè. Đây là một cái cặp tóc cơ. Hình capybara có không? Ui giời, tớ làm gì có tóc mà kẹp. Ui giời ơi, cái này kẹp chắc chỉ đã kẹp được. Lại còn không kẹp được, cái này là gì? Đây là ai, thấy chưa? Lại
túi mù tiếp nhá, hộp mù tiếp nhá. Này nhá, thôi đi đừng có nói là túi mù hộp mù gì hết. Cái này chưa mở ra tớ đã biết bên trong là cái tượng rồi, bé xíu xìu. Bé xíu bìa xìu. Đây tớ bỏ ra cho mà xem. Tuy bé nhưng nó đúng hình lại được còn hơn là của bạn. Cái này á, ai cũng dùng được chứ đâu giống như cái này á. Cứ mỗi con gái mỗi bạn dùng được. Thì tớ con gái tớ mua đồ con gái dùng, chẳng lẽ mua đồ của con trai dùng. Đây, ở đây còn có bảng màu luôn nha. Cái này á, không dùng được đâu, chỉ là hình ảnh thì mang tính chất minh họa thôi. Gì đây? Ôi giời. À, sao mà nó giống nhau thế này? Hồng giống nhau không giọt nước thế nào? Trời ơi. À, đi mua đồ la bu bu toàn phải mua đồ pha ke thôi. Trả tớ đây, để tớ kia tớ phải mang cho quán tớ đổi lại. Tớ thật sự không phục trình độ mua hàng của bạn luôn á. Thôi thôi thôi, đây có hình là được rồi, tớ cứ có hình đấu với bạn là được. Cái bạn cũng có cái hình đây, có gì đâu. Thôi đi, bạn chỉ được mỗi cái vỏ bên ngoài thôi, còn bên trong á, có đức tính đâu. Hai cái toàn được cái vỏ, chả được cái gì bên trong. Nhìn này, tớ còn một đống bút luôn. Đây, hai bút này, Capybara đang đội cái hình con cá sấu đấy. Hai này, ba này, đó, thấy chưa? Bốn nè, đây, Capybara ở dưới này này. Năm nè, Capybara xếp chồng lên nhau. Đấy, sáu nè, bảy nè. Đen, bảy cái bút luôn. Nhìn đây đây chưa, thấy chưa? Đây, hình thật luôn á, nhìn xuyên qua luôn, bạn nhìn thấy chưa? Đấy, hình thật luôn đây này. Chắc là lại đồ tô tượng nữa chứ gì. Tô tượng, để này, cái này im lên cho tớ nhá. Sao bạn không mua cái gì suốt ngày mua cái túi mù này thế? Tớ thích thì tớ mua thôi. Nhìn chắc đây là... này. Này, tớ cá với bạn á, bên trong này cũng chỉ là hình ảnh, chỉ mang tính chất minh họa thôi. Thế bên trong mà có đúng thật thì bạn mất gì? Chẳng mất gì. Đây, bạn nhìn thấy chưa? Wow. Đấy, đẹp như thế này nhưng mà đó, nhìn như thật luôn nhá. Nhìn này, tớ bóp vào nhá. Ui, đấy, 7 cái bút ta. Làm sao bằng một con này. Đấy, nhìn thấy đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Ê, đừng nói về tớ là không phải nha. Ê, đấy, thấy chưa, thấy chưa. Cũng chỉ đấy, là thấy chưa, thôi. Thấy chưa. Bạn ấy đâu có cái nào nhìn hai hình này, như thật như thế này. Mà bạn làm sao mà có được. Đó, 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 đó. Đâu, xem còn cái gì không nào. Tớ có cái đấy nhưng mà tớ có rất là nhiều đồ nữa. Đây, toàn là đồ dùng học tập luôn. Nhìn nè, bạn có kéo không? Đây, ta là kéo hình capybara luôn. Thực tế thì tớ chả có đồ dùng học tập nào cả, tớ chỉ có đồ chơi như thế này thôi. Sợ. Ngoài ra tớ còn thêm một quyển sổ capybara nữa đây này. Bao nhiêu quyển sổ ấy, dùng chả hết. Tớ thích đây. Đây, tớ còn có cả cục tẩy nữa nè. Đây là tẩy capybara. Ui giời, tưởng thế nào, nhìn đây này, đấy chưa. Sticker nhá, la bu bu nè, một đống luôn nhá, dán luôn hết nhá. Đây này, cái nhãn vở này. Cái này là ghi vào, mình ghi tên vào đây, dán vào cái bút á. Không bao giờ bị mất đâu nhá. Đây, đây này, những cái bút này bạn không có, bạn phải cho tớ hết để tớ dán vào. Bị làm sao đấy hả? Chả thế, nhìn đây này, sticker đẹp như thế này cơ mà. Ui giời, còn đây nữa nha, còn đây nữa nha. Đấy, nhìn thấy chưa? Đẹp như thế này mà bạn làm sao mà có được. Đây, một hình đây nha. Hình thứ hai đây này. Đó. Ôi giời ơi, mấy cái bút của bạn á, làm sao đẹp bằng của tớ. Đồ dùng học tập á, làm sao đẹp bằng. Đấy, tất cả hình đây á, còn đẹp gấp mấy của bạn luôn nhá. Nhìn thấy chưa? Nhìn cả đây này. Đó. Tớ còn đầy luôn nhá. Bạn có cái nào đâu. Ngoài ra, tớ còn sticker đầy luôn đây nhá. Còn nhiều hơn cái trước luôn. Đấy, bạn nhìn thấy chưa? Bao nhiêu như này, từ trên xuống dưới nhá. Bao nhiêu đẹp luôn. Đây nhá, chỉ là một mặt thôi, sang mặt bên này nó lại khác luôn đây này. Đó, la bu bu của tớ là bao nhiêu hình dáng luôn. Đó, cướp biển các kiểu luôn. Còn bên này nữa. Đó, đẹp chưa. Ôi, cái gì mà mua toàn sticker thế, mua gì mua rõ lắm, có dùng đâu. Xong rồi cũng vất phí à. Ôi giời, tớ không dùng nữa, tớ cho các bạn khác. Ôi, các bạn khác chắc gì đã thèm, các bạn khác á chỉ thích capybara của tớ thôi. Ui, capybara cái này chơi chán rồi nhá. Ui giời, để xem chán. Là mọi người thích capybara hơn hay là la bu bu hơn. Ôi được rồi. Ôi, cô giáo bảo kìa, được rồi nhá, ra chơi mình lại chơi tiếp nhá. Được, tớ còn đầy đồ capybara luôn. Tớ còn đầy nhá.